Những ngày gần đây, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng là tương đối cao. Trong các địa điểm có thể phát sinh dịch bệnh thì bến xe là nơi có nguy cơ cao bởi lưu lượng phương tiện hành khách lớn đến từ nhiều địa phương khác nhau. Dịp cuối năm luôn là khoảng thời gian cao điểm của các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đối với năm nay, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lượng hành khách và xe trung chuyển qua bến xe Mỹ Đình giảm rõ rệt, trung bình từ 30 cho đến 50% trên các tuyến. Như nhà xe này có khoảng 30 đầu xe chạy tuyến Hà Nội Tuyên Quang thì quá nửa số xe đang nằm tại bãi. Tầm này mọi năm thì lượng khách rất là đông, đó là khách chen chúc nhau để về, nhưng năm nay đó thứ nhất là xe dù xe ghép là một này. Thứ hai là dịch Covid bùng phát nên là mọi người cũng hạn chế đi lại rất là nhiều. Số ít những hành khách lựa chọn di chuyển bằng xe khách trong khoảng thời gian này. Theo quan sát, họ đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang cũng như sát khuẩn tay. Bản thân mình thì hơi là lưu sợ một tí, nhưng mà do là công tác chuẩn bị để di chuyển phương tiện này là mình có sát trùng qua nước sát khuẩn và có đeo khẩu trang đầy đủ thì mình cảm thấy khá là an toàn. Với đặc thù là địa điểm công cộng có lượng người trung chuyển qua lại lớn, có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Nhận thức được vấn đề này, bến xe Mỹ Đình đã có những sự chuẩn bị ngay từ rất sớm. Cùng với đó là có kế hoạch cho những trường hợp phát hiện người dương tính với COVID-19 tại khu vực bến xe. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch thì bến xe tiếp tục triển khai một số công việc như sau. Nhất là về công tác tuyên truyền thì bến tiếp tục tăng cường công tác thời lượng tuyên truyền trên các hệ thống như loa phát thanh, băng rôn, banner, hình ảnh trên điện tử, tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên toàn bến như lau sàn nhà, lau cửa kính vân vân. Đặc biệt là bến xe yêu cầu các nhà xe là tăng cường công tác khử khuẩn trên phương tiện. Sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe sẽ góp phần đảm bảo hệ thống vận tải hành khách công cộng tiếp tục hoạt động ổn định, cũng như phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.